Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành địa phương cần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bát sát đảm bảo ổn định đời sống bà con trong vùng dịch Nậm Pung. Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Xuất khẩu đầu năm có nhiều tín hiệu lạc quan. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, yêu cầu tập trung triển khai việc mua tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân. Dịp này, huyện Mường Khương đã thành lập 6 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong và sau Tết Nguyên đán tại các xã trên địa bàn. Theo đó, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đơn vị trực Tết, đảm bảo mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Hàng hóa dịch vụ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giá cả ổn định, an ninh trật tự giữ vững. Huyện Mường Khương chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai nghị quyết 10 của tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, hướng dẫn nhân dân tập trung sản xuất vụ xuân, đảm bảo diện tích, khung thời vụ, đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Dịp này, lãnh đạo huyện Mường Khương đã tham gia trồng cây đầu xuân tại một số địa phương. Thực hiện nghị quyết số 26 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến nay, 18 trên 21 chính sách đã được thực hiện. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn gặp phải những khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành rà soát những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai, sớm xác định nhu cầu, bố trí kinh phí để các đơn vị địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn thực hiện. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cụ thể hóa mục tiêu và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nghị quyết số 10, ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai để đề xuất bổ sung chính sách cho phù hợp. Đặc biệt, cải tiến các thủ tục hỗ trợ, giúp tổ chức cá nhân doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. Từ ngày mùng 2 Tết, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên và liên tiếp những ngày sau đó, lượng F0, F1 tăng rất nhanh. Cùng với quyết tâm khoanh vùng dập dịch thì việc đảm bảo ổn định đời sống cho bà con trong vùng dịch cũng được quan tâm đặc biệt để nhân dân yên tâm chống dịch. Thôn Kim Chu Phìn 2, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát có 95 nóc nhà, thì có 34 hộ đã có người mắc COVID-19. Thôn tạm thời được phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Kim Chu Phìn, xã Nậm Pung thì có rất là nhiều những cái chiếc cối giã gạo như thế này. Và vào thời điểm này thì những chiếc cối này sẽ phát huy được tác dụng rất là tích cực. Khi mà thôn bị phong tỏa, người dân không thể ra ngoài thì bà con có thể sử dụng những chiếc cối này để giã gạo phục vụ nhu cầu hàng ngày hoặc là chế biến thức ăn cho gia súc, tạm thời đảm bảo cuộc sống trong cái thời gian bị phong tỏa. Sau một tuần thực hiện phong tỏa để phòng dịch, nhân dân các thôn Kim Chu Phìn 1, Kim Chu Phìn 2 cũng cần thêm nhiều nhu yếu phẩm như dầu ăn, mắm muối hay khẩu trang y tế phòng dịch. Và những tổ tự quản được huy động hoạt động tích cực ngay sau khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện. Tôi với là một đồng chí y tế, với là đội tự quản của thôn, với là phó chủ tịch xã làm đến tận 2:30 ăn gói mì tôm, tiếp tục làm đến chiều. Là chúng tôi đi thăm nắm thì là mong muốn là có một ít dầu ăn, mắm muối mì chính sẵn sàng để tiếp cho các hộ dân ấy ạ. Các tổ tự quản luôn có mặt tại các chốt trực dã chiến, không chỉ tham gia công tác phòng dịch, quản lý đối tượng cách ly tại nhà, mà còn chia sẻ với nhân dân vùng phong tỏa từ những việc nhỏ nhất như hỗ trợ chăm sóc đàn đại gia súc đang chăn thả. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng khẩn trương vào cuộc để đảm bảo không một ai trong khu vực phong tỏa thiếu ăn. Công tác phòng chống dịch của xã thì cơ bản là đã được khoanh vùng dập dịch, cũng không phát sinh thêm hộ mới. Đối với người dân thì đến ngày thứ 5, thứ 7 thì cũng có một số gia đình cũng đã có bắt đầu là có dấu hiệu là
sẽ thiếu mắm muối mì chính và một số cái thực phẩm nhu yếu, thì chúng tôi đã liên hệ với các nhà hảo tâm cũng như xã cũng đã chủ động, và với phương châm của huyện chỉ đạo là sẽ không để người dân thiếu ăn thiếu đói trong cái lúc phòng chống dịch này, thì xã cũng đã có phương án cụ thể cho những cái thực phẩm và nhu yếu phẩm cho nhân dân. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào đúng dịp Tết Nguyên đán, tâm lý lo lắng hoang mang trong nhân dân là khó tránh khỏi. Vậy nhưng với sự sẻ chia của chính quyền, bà con đã nhanh chóng ổn định tinh thần, vững tâm chống dịch, chung tay để đưa Nậm Pung trở về vùng xanh trong thời gian ngắn nhất. Cải cách hành chính được Lào Cai xác định là chìa khóa quan trọng để mở cửa thu hút đầu tư, là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các cấp các ngành địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhanh chóng, chính xác, kịp thời là đánh giá của người dân doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ chậm muộn quá hạn giảm xuống nhanh chóng, đến nay chỉ còn khoảng 5%. Do đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng cao. Người dân doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ xong thì có thể giám sát được toàn bộ quy trình thực hiện trên môi trường mạng. Sẽ áp dụng những cái ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ trong cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính, và trong đó thì cái quy trình thủ tục hành chính chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để cải tiến tốt nhất để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, thuận lợi cho người dân. Nhà máy may theo xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Baby Việt Nam là dự án đầu tiên đang được triển khai tại Lào Cai. Dù mới được chấp thuận đầu tư, nhưng với những thuận lợi được tỉnh và các ngành tạo ra, đơn vị đang phấn đấu trong tháng 3 này sẽ đưa nhà máy vào vận hành. Khi đi vào hoạt động, dự kiến nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.200 lao động địa phương. Thành phố Lào Cai là một trong thành phố phát triển rất tốt, là trọng tâm của các cái tỉnh miền núi phía Bắc về phát triển kinh tế, có cửa khẩu rất nhộn nhịp, tấp nập, có cái mạng lưới giao thông thuận tiện, có cái hệ thống giao thông đồng bộ từ đường cao tốc đến đường sắt, rất tốt cho sự kết nối và vận tải hàng hóa. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà tôi đánh giá rằng là sẽ phù hợp với tất cả các doanh nghiệp nếu như đầu tư tại địa bàn của tỉnh Lào Cai. Để thu hút các nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các cấp, các ngành và địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Lào Cai cũng khảo sát, công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở ban ngành. Để tránh làm sao các doanh nghiệp không phải đi vòng vòng nhiều những cái thủ tục mà thời gian là không cần thiết, về nâng cao những cái thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thì cái này cũng rất là quan trọng. Năm 2021 chúng tôi sẽ tập trung vào cái tính minh bạch, chỉ số minh bạch, thế rồi chi phí không chính thức, thế rồi chỉ số tiếp cận với đất đai và chỉ số về cái tham gia hòa nhập thị trường. Thì đây là những chỉ số mà Lào Cai vừa rồi chúng ta cũng phân tích rất kỹ. Thế rồi Lào Cai sẽ có những cái kế hoạch và cái quyết tâm để triển khai cải thiện những chỉ số này. Lào Cai hiện đã trở thành điểm đến triển vọng của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đã có nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào địa phương như tập đoàn Sun Group, Mường Thanh, Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Nhiều tổ chức tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng đã đến Lào Cai để khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang có một số nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề là đầu tư nhà máy dệt may. Và cụ thể thì có nhà máy dệt may Bao Ly như tôi đã nói phần trên. Và hiện nay thì cũng đang có tập đoàn Hồ Gươm của Hà Nội cũng đang nghiên cứu tại một số địa bàn, ví dụ như là huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng, thì cũng đang các ngành chức năng cũng đang phối hợp để thực hiện các cái thủ tục hết sức là nhanh chóng và thuận tiện. Môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư được đảm bảo an toàn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện cam kết của Lào Cai luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng đạt được thành công và thịnh vượng. Tiếp theo là những thông tin thị trường trong tỉnh ngày hôm nay. Sau Tết Nguyên đán, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang giữ mức ổn định. Trong đó, cám ngô và cám gạo đồng giá 85.000 đồng một yến, ngô hạt 80.000 đồng một yến, thóc và ngô vỡ 90.000 đồng một yến. Dự báo trong thời gian tới, mặt hàng này sẽ tăng giá nhẹ do không phải là thời điểm mùa vụ,
nguồn cung giảm đáng kể. Hiện tại, giá gạo bán lẻ cũng không có biến động so với trước Tết. Cụ thể, gạo sén Củ Mường Khương 28.000 đồng 1 kg, gạo Bắc Thơm Nam Định 15.000 đồng 1 kg, gạo Bắc Mường Vi 16.000 đồng 1 kg, gạo Nương Tím 24.000 đồng 1 kg, gạo Đài Thơm 14.000 đồng 1 kg. Thị trường vàng trong nước đã tăng mạnh ngay phiên đầu tiên mở cửa ngày 7 tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia dự báo vào dịp vía thần tài, giá vàng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt năm 2022 có thể vượt mức 65 triệu đồng một lượng. Năm ngoái, vào ngày thần tài, giá vàng chiều mua là 55,6 triệu đồng một lượng, chiều bán là 56,3 triệu đồng một lượng. Như vậy là người mua vàng từ ngày thần tài năm ngoái đến nay bán ra đã lãi khoảng trên 11%, gần gấp đôi lãi suất gửi ngân hàng. Từ nhiều ngày nay, trên các trang mạng xã hội, nhóm Facebook đã rao bán lì xì thần tài rầm rộ và được nhiều người quan tâm. Thế nhưng dù hình thức giống nhau, nhưng ở mỗi thời điểm, mỗi người bán, giá sản phẩm lại rất khác nhau. Theo quan niệm dân gian, thần tài là vị thần chuyên quản tiền tài, phúc lộc của thiên hạ. Bởi vậy, nhiều gia đình cúng thần tài trong nhà với mong muốn có cuộc sống giàu sang, phú quý. Thứ nhất là tôi thấy nó đẹp. Thứ hai nữa là gần đến ngày vía thần tài rồi, tôi cũng muốn mang lại một chút may mắn cho bản thân và cũng mua để tặng cho anh em, bạn bè. Vì cái này nó cũng giá nó cũng phải chăng vừa với túi tiền của mình nên là tôi muốn mua để tặng mọi người. Đến thời điểm này, chị Tô Thùy Nhung đã bán hết 2 vạn chiếc lì xì thần tài với giá bán xỉ chưa đến 10.000 đồng. Nhiều tiểu thương nhập về bán với các mức giá khác nhau. Giá bán có thể chênh lệch gấp đôi hoặc gấp 4 đến 5 lần, tùy từng người bán. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự loạn giá trên chợ mạng. Cái này một phần là do người ta nhập qua tay nhiều người quá, hoặc là một phần bởi vì là cái hàng này nó là hàng lấy vía của ngày thần tài. Khách hàng thường thường mua sẽ không bao giờ mặc cả, nên là bán được giá nào thì họ sẽ bán. Hoặc là họ sẽ bán theo cái số đẹp, ví dụ như là 69 hay là 99 chẳng hạn. Ngoài đặt trên ban thờ, có thể treo lì xì trong ô tô, để trong ốp điện thoại hay ví tiền mang theo bên mình với mong muốn may mắn sẽ đồng hành. Thực ra thì là do duyên nữa, có thể là người mua này hợp với người bán này và người mua kia lại hợp với vía của người bán kia. Nên là cái này mình cũng không muốn nhấn mạnh quá sâu về cái vấn đề là mua của ai hay như thế nào. Miễn là người mua hay người bán đều cảm thấy thoải mái nhất và vui vẻ hạnh phúc nhất là được. Càng đến gần ngày thần tài, lượng người bán càng đông, nhu cầu mua của khách hàng cũng rất lớn. Đây là dịp để các tiểu thương online có thêm khoản thu nhập tốt trong thời gian ngắn từ việc kinh doanh mặt hàng này. Người mua hàng cũng cần cân nhắc, lựa chọn người bán uy tín để tránh bị đội giá sản phẩm. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cửa khẩu quốc tế Lào Cai vẫn làm việc liên tục. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho hơn 3.000 tấn trái cây xuất khẩu, kim ngạch đạt gần 12,3 triệu đô la Mỹ. Ngay trong ngày mùng 1 Tết, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, các lực lượng liên ngành đã làm thủ tục thông quan xuất khẩu 100 tấn thanh long trị giá 1,4 tỷ đồng. Có 4 đơn vị mở tờ khai hải quan đầu tiên trong ngày mùng 1 Tết, đó là công ty thương mại xuất nhập khẩu Lương Thành, công ty Nam Phong, công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Tùng Linh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Tiến Thành. Tính chung trong dịp Tết vừa qua đến ngày 8 tháng 2, đã có tổng cộng 83 tờ khai hải quan được mở. Hàng hóa chủ yếu là thanh long, dưa hấu, chuối với tổng trọng lượng 3.434 tấn, kim ngạch đạt gần 12,3 triệu đô la Mỹ. Ngay từ đầu năm, thì chi cục đã đề ra cái kế hoạch và cái phương án thực hiện cái nhiệm vụ bằng biện pháp cải cách thủ tục hành chính và tăng cường cái thời gian làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái hoạt động xuất khẩu. Cũng trong dịp Tết, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục đối với 277 tờ khai nhập khẩu, hàng hóa chủ yếu là rau củ quả các loại, tổng trọng lượng gần 2.400 tấn, kim ngạch hơn 2 triệu đô la Mỹ. Thường xuyên trao đổi qua đường dây nóng với lực lượng phía bạn để thống nhất các phương án tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện này xuất nhập khẩu nhanh nhất.
Nhiều năm qua, cặp cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai, Bắc Sơn Trung Quốc là một trong số ít điểm đến trên tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc hoạt động hiệu quả, cả dịp lễ Tết vẫn làm thủ tục xuất nhập khẩu bình thường cho doanh nghiệp. Việc hàng nghìn tấn nông sản được thông quan trong dịp đầu xuân là tín hiệu vui trong năm mới. Thưa quý vị và các bạn, trải rộng khắp vùng đất Cốc Ly, huyện Bắc Hà là những cánh rừng gỗ nghiến, gỗ chai cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, có cây 12 người vòng tay ôm mấy xuể, được công nhận là cây di sản Việt Nam. Dưới tán rừng nghìn năm, phong cảnh nơi đây vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ độc đáo. Có được điều này, ngày đêm trên những cánh rừng, gốc cây vẫn có những bước chân lặng lẽ bảo vệ và giữ gìn. Những cây gỗ nghiến, gỗ chai hàng nghìn năm tuổi được ví như những mỏ vàng lộ thiên. Để bảo vệ gần 1.000 cây gỗ quý này, ngày đêm vẫn có những bước chân thầm lặng. Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chúng tôi đã có dịp theo chân những người bảo vệ rừng tại xã Cốc Ly. Trong đoàn có ông Bàn Văn Sinh là người dân tộc Giao ở thôn Cốc Sâm. Ông Sinh sinh ra đã thấy rừng, từ nhỏ ngày nào cũng vào rừng làm nương. Ông nhớ từng ngóc ngách, từng ngọn cây tảng đá. Sinh ra ở rừng nên ông và bà con nơi đây luôn tâm niệm phải giữ rừng, bảo vệ rừng. Kiểm tra liên thường xuyên liên tục trong dịp Tết này. Đêm hôm có lúc 1-2 giờ thì mới được về. Khó khăn anh em chúng ta phải khắc phục để đi. Muốn giữ lại để cho nó không xảy ra sẹo linh tinh vào cái gốc. Muốn giữ nguyên ở bên Cốc Sâm mới nằm cái. Tổng diện tích rừng ở Cốc Ly vào khoảng 260 hecta, chia làm hai tiểu khu. Tổng số cây gỗ nghiến, chai cổ thụ còn trên cánh rừng là 828 cây. Trong đó có tới 357 cây gỗ chai, gỗ nghiến cổ thụ nghìn năm. Nhiều cây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam, được bảo vệ nghiêm ngặt. Gỗ chai gỗ nghiến này thuộc loài gỗ quý hiếm nhóm 2A. Và rất được nhiều các cái đối tượng săn lùng để làm cái đồ mỹ nghệ và nó có giá trị kinh tế rất cao. Vì vậy mà trong trước và trong sau Tết thì trạm kiểm lâm và có tham mưu cho chính quyền xã cùng phối hợp với lại tổ bảo vệ rừng là lên kế hoạch tuần tra bảo vệ liên tục trong các cái ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là những ngày Tết. Thì các đối tượng thường xuyên là lợi dụng vào những ngày lễ, ngày Tết để khai thác cái cây gỗ nghiến cổ chai. Rừng xanh thì bạt ngàn, lực lượng kiểm lâm mỏng. Những cánh rừng cổ thụ quý hiếm lại như mỏ vàng lộ thiên. Nên để giữ được rừng như vậy, có vai trò hết sức quan trọng của đồng bào các dân tộc Cốc Ly, đặc biệt là từng thành viên tổ bảo vệ rừng. Dù ngày nắng, ngày mưa hay lễ Tết, thì vẫn luôn có những bước chân thầm lặng bảo vệ những cánh rừng cổ thụ. Tiếp theo chương trình, tăng giờ làm thêm của người lao động, thời vụ lên 40 giờ trên một tháng. Nga nhận định Việt Nam trên đà trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Ngành lao động thương binh xã hội tỉnh đang quản lý trên 25.000 hồ sơ người có công với cách mạng. Việc đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những đối tượng này luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm làm tốt. Một trong những hoạt động thiết thực đó là hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho người có công. Năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới, ông Vàng Văn Đao, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, vô cùng phấn khởi. Được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, họ hàng và bà con lối xóm giúp đỡ thêm. Ông Đao động viên con cháu cố gắng xây nhà mới để ở. Trong năm rồi làm, trẻ con không làm được. Nhà nước bảo là cho tôi làm thì tôi bảo cho trẻ con mà bây giờ Đảng và nước quan tâm đến bản thân tôi thế này, cho hỗ trợ cho tôi thế này. Thì các con có làm được không? Các con làm được cứ làm, không làm được cứ nhà nước không bắt ép. Đấy, các con mà phép làm cứ làm thôi. Phải nói thật với các anh thì được một cái nhà xây thế này thì cũng mãn nguyện lắm rồi. Xuất hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình thân nhân liệt sĩ là nguồn kinh phí quan trọng, giúp hộ gia đình ông Đỗ Đình Trọng xây được căn nhà khang trang tại thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa.
Ngoài những cái thăm hỏi động viên thường xuyên của các cấp các ngành đối với gia đình chính sách của chúng tôi ấy, thì trong thời gian vừa qua thì gia đình chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ để xây cho mẹ tôi một cái nhà tình nghĩa. Đấy, nên ngoài ra thì những cái chính sách thường xuyên, ví dụ như là vào các dịp lễ Tết thì là đều nhận được quà của các cấp các ngành đến thăm hỏi động viên. Đấy, và những cái dịp nữa là ví dụ như là khó khăn thì đều được chia sẻ về tinh thần, giúp đỡ về tinh thần để động viên trong vượt qua trong những lúc khó khăn. Tôi rất cảm ơn những cái sự chia sẻ động viên đó của các cấp chính quyền, của Đảng và nhà nước đối với gia đình chúng tôi. Trong năm 2021 thì thành phố đã đầu tư hỗ trợ cho được khoảng trên 100 cái nhà ở, trong đó thì có trên 60 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thế và cho 25 gia đình người có công với cách mạng với cái mức hỗ trợ tối thiểu là 35 triệu, thế và đối với lại người có công thì được hỗ trợ 50 triệu và cho những hộ nào mới, thế và 20 triệu cho những cái hộ sửa chữa nhà ở. Có thêm nhiều gia đình chính sách được hỗ trợ làm nhà mới hay sửa chữa nhà ở kiên cố. Đàng hoàng hơn, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các địa phương lập kế hoạch chặt chẽ, căn cứ vào thực tế nhu cầu từ các xã phường. Trong quá trình thực hiện, luôn có sự đôn đốc kiểm tra giám sát kịp thời, từ rà soát đến thực hiện các thủ tục hồ sơ. Nhờ đó, công tác hỗ trợ sửa chữa làm nhà mới cho người có công của tỉnh Lào Cai được thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 18 năm 2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Theo đó, số giờ làm thêm của người lao động thời vụ tăng lên 40 giờ mỗi tháng. Trước đây, tổng số giờ làm thêm là 32 giờ một tháng. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ. Ngoài ra, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần cũng tăng lên 72 giờ một tuần. Trước đây, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần là 60 giờ một tuần. Khi đi làm thêm vào các ngày lễ Tết, người lao động làm công việc thời vụ không được nghỉ bù như quy định trước đây, mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó. Thông tư 18 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, đến thời điểm này, các đơn hàng ngành dệt may đang tương đối lớn. Hầu hết các đơn vị trong ngành đều có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 2 tới. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp dệt may đang tăng tốc vào guồng sản xuất để tận dụng cơ hội thị trường. Đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, không khí lao động hăng say thể hiện rõ trên từng khuôn mặt người thợ may. Tất cả nhịp làm việc đã vào guồng để đảm bảo tiến độ các đơn hàng đã ký cho quý 1 này và một số đơn hàng đã ký đến quý 2 tới. Chúng tôi mong rằng là trong năm nay thì lúc nào cũng có công việc bận rộn như thế này để đảm bảo được cái thu nhập cũng như là cái tiến độ đi hàng của chúng tôi. Thông thường sau Tết Nguyên đán là thời điểm thấp điểm của ngành may mặc nói chung. Tuy nhiên, với lượng hàng đã ký kết đến hết quý 2, thậm chí có những sản phẩm có đơn hàng đến hết quý 3 năm nay, nên ngay trong những ngày đầu năm dương lịch, đơn vị này đã trở lại nhịp sản xuất như trước khi có dịch. Ngoài cái câu chuyện là có cái đơn hàng ký dài hạn như vậy, lại có cái lượng hàng tăng trưởng là trên 15% so với cái cùng kỳ của năm ngoái, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là mừng. Sau một chuỗi ngày dài, chúng tôi phải vượt qua những cái khó khăn tác động của bệnh dịch năm 2020 và năm 2021, cũng như là cái khó khăn do tác động của đại dịch đến cái thị trường. Trong tình hình mới, Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng đã xây dựng mục tiêu xuất khẩu năm 2022 theo 3 kịch bản. Trong đó, kịch bản xấu nhất vẫn xuất khẩu toàn ngành đạt mức thấp nhất là 38-39 tỷ đô la. Biến chủng Omicron cũng đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Cho nên là nếu tình hình dịch bệnh mà xấu hơn đến tận đến cuối năm 2022 mới có thể là cơ bản kiểm soát được, thì chúng tôi vẫn cho rằng ngành dệt may Việt Nam với cái đà này thì vẫn có thể đạt được ở cái mức là 38-39 tỷ USD.
Sau 2 năm trong tâm bão dịch bệnh, đến nay cộng đồng doanh nghiệp dệt may đã thích nghi khá tốt với tình hình thị trường và có giải pháp ứng phó kịp thời. Nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt thị trường trở lại. Đây là tín hiệu lạc quan đối với dệt may, một trong những ngành sản xuất chủ lực của nền kinh tế. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa lên kế hoạch chạy tàu khách tuyến Bắc Nam sau Tết Nhâm Dần, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, từ ngày 14 tháng 2, mỗi ngày đường sắt chỉ chạy 3 đôi tàu khách nhanh thống nhất. Khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng, các công ty cổ phần vận tải đường sắt báo cáo tổng công ty để tổ chức chạy thêm đôi tàu còn lại. Chiều Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy các tàu SE3, SE5 và SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, tàu SE4, SE6, SE8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn. Tin thế giới, hãng tin Sputnik của Nga nhận định Việt Nam đang được chú ý nhiều hơn với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Xuất khẩu của Việt Nam đạt kỷ lục, vị thế của hàng hóa Việt Nam, nhất là có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, ngày càng được nâng cao. Theo hãng tin của Nga, năm 2021, thu hút FDI của Việt Nam vẫn đạt nhiều tín hiệu tích cực, với việc các dự án FDI đầu tư mới điều chỉnh tăng vốn hàng trăm triệu đô la ngay những ngày đầu năm 2022 cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam. Đa số doanh nghiệp FDI tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với những thành công ban đầu trong kiểm soát dịch bệnh, môi trường kinh doanh không ngừng cải thiện, cùng với các điều kiện khuyến khích thương mại và đầu tư quốc tế. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy năm 2021 xuất khẩu điện thoại, các loại và linh kiện của Việt Nam đạt 57,54 tỷ đô la, trở thành kỳ tích xuất khẩu của nhóm sản phẩm này. Bên cạnh điện thoại, báo chí và giới chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu lớn nhất của hãng này. Giới chuyên gia cho rằng lợi thế chủ yếu do nguồn lao động dồi dào, kỹ năng tay nghề cao và ổn định, đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu từ đối tác. Giới chức Indonesia đã công bố một bản báo cáo về tình hình an ninh mạng tại nước này trong năm 2021, trong đó cho thấy có tới hơn 1,6 tỷ trường hợp có lưu lượng truy cập bất thường mà phần lớn đều liên quan tới hành vi tấn công mạng. Báo cáo của Cơ quan An ninh mạng và Tiền điện tử quốc gia Indonesia cho biết, trong số các trường hợp có lưu lượng truy cập bất thường thì có tới 62% do nhiễm phần mềm độc hại, 10% do mã độc Trojan và 9% liên quan tới hoạt động thu thập thông tin của các đối tượng tin tặc. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, trong năm ngoái, Indonesia ghi nhận gần 5.600 vụ tấn công mạng, phần lớn nhằm vào các trang web giáo dục, đại học, trang web tư nhân và trang web của chính quyền địa phương. Cơ quan an ninh mạng của Indonesia bày tỏ quan ngại về tình trạng phát tán mã độc hiện nay và coi đây là một trong những thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đòi hỏi cần nâng cao nhận thức về bảo mật trong không gian mạng cho tất cả mọi người. Ngày 8 tháng 2, Liên minh châu Âu EU đã đề xuất kế hoạch huy động hàng chục tỷ euro nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất chất bán dẫn ở châu Âu và chấm dứt sự phụ thuộc của khối đối với châu Á trong lĩnh vực này. Chất bán dẫn hay chip là thành phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ điện thoại thông minh đến ngành sản xuất ô tô. Sản xuất chất bán dẫn đã trở thành ưu tiên chiến lược của EU và Mỹ sau khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nguồn cung chủ yếu từ các nước châu Á, khiến các nhà máy rơi vào cảnh đình trệ. Nếu được thông qua, kế hoạch mới của EU có thể huy động tổng cộng 42 tỷ euro với mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chất bán dẫn ở EU và 10% thị phần toàn cầu hiện nay lên 20% vào năm 2030. Đề xuất sẽ cần được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Tuy nhiên, vấn đề này đang có sự khác biệt về quan điểm giữa các nước lớn như Đức, Pháp và Italia với những nước nhỏ hơn lo ngại về việc cắt đứt chuỗi cung ứng giá trị với châu Á. Trữ lượng cà phê toàn cầu đang ngày càng cạn kiệt do chi phí vận chuyển toàn cầu tăng cao và vụ mùa bất lợi tại Brazil. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá cà phê thế giới tăng cao. Theo dữ liệu do sàn giao dịch ICE công bố, dự trữ hạt cà phê Arabica cao cấp chỉ còn tổng cộng 1,078 triệu bao, tương đương khoảng 193 triệu đô la. Đây là mức thấp nhất đối với hàng tồn kho được theo dõi bởi sàn giao dịch New York kể từ tháng 2 năm 2000. Tồn kho giảm đang là một mối lo ngại lớn vì các quốc gia khai thác các sản phẩm từ cà phê không nhập khẩu đủ nguyên liệu từ nước ngoài.
Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang vượt quá nguồn cung cấp và sẽ là điều kiện để tăng giá bán. Giá cà phê đã chạm mức cao nhất trong nhiều năm, vào cùng lúc lạm phát lương thực cũng đang gia tăng trên toàn cầu. Bút chì là công cụ để nhiều nghệ sĩ làm nên các tác phẩm nghệ thuật, còn qua bàn tay của một nghệ sĩ Trung Quốc, bút chì trở thành tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm chạm khắc các linh vật của Olympic Bắc Kinh và Paralympic 2022 đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng vì độ tinh tế và độc đáo. Li Mingjun, nghệ sĩ 24 tuổi người Trung Quốc đã biến những chiếc bút chì thành những tác phẩm chạm khắc các linh vật của Olympic Bắc Kinh và Paralympic 2022. Mỗi một tác phẩm tí hon thế này có giá từ 700 nhân dân tệ đến 1.000 nhân dân tệ. Linh vật của Thế vận hội Olympic mùa đông năm nay là chú gấu trúc Bang Don Don, với hình tượng được nhân cách hóa từ con vật gần gũi đáng yêu được mệnh danh là quốc bảo của Trung Quốc. Trong khi đó, linh vật của Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic 2022 là hình tượng đèn lồng Tuyết Dung Dung. Thêm một phát hiện mới liên quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện cho thấy biến thể này có thể tồn tại lâu hơn các biến thể khác trên bề mặt đồ nhựa và da người. Thông qua loạt nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy các biến thể sau này có thời gian tồn tại trên da và nhựa lâu gấp đôi so với phiên bản gốc. Đáng chú ý là biến thể Omicron có thể tồn tại trên nhựa tới 193,5 giờ và trên da 21,1 giờ. Một trong những yếu tố khiến biến thể này rất dễ lây lan. Trong khi đó, một nghiên cứu khác trên da người trong phòng thí nghiệm cho thấy việc sử dụng cồn 35 độ trong 15 giây sẽ bắt hoạt virus, bất kể là biến thể nào. Vì vậy, đây là một tin vui cho việc dùng cồn khử trùng virus SARS-CoV-2 trên da, cũng như các bề mặt đồ vật khác. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được kết thúc. Chương trình thời sự tối nay mùng 9 tháng 2, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại huyện Bát Sát. Học bác từ những điều giản dị nhất, đây là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đúc rút sau 6 năm quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nông dân toàn tỉnh đang bước vào vụ sản xuất đầu tiên trong năm với quyết tâm giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.